Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán giành được quyền tự chủ cho đất nước. Tuy nhiên, đến năm 937, ông bị nha tướng là Kiều Công Tiễn ra tay sát hại. Biết tin, con rể của Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền kéo quân ra Bắc trả thù cho bố vợ. Hoảng sợ trước nghĩa quân của Ngô Quyền, Kiều Công Tiễn mới ra cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán mới sai con trai là Hoàng Tháo chỉ huy 2 vạn thủy quân đi theo đường sông Bạch Đằng kéo vào xâm lược nước ta. Biết tin, Ngô Quyền không lo lắng. Ông cho rằng Hoàng Tháo chỉ là đứa trẻ khơ dại, còn quân Nam Hán từ xa đến mệt mỏi khó địch với quân ta. Và rồi cuối đông năm 938, quân ta đại phá quân Nam Hán với trận địa dùng cọc trên sông Bạch Đằng. Đây là một điển tích đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, chuyện cọc Bạch Đằng được cắm ra sao đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Tính đến nay đã có ít nhất 5 bãi cọc được phát hiện tại hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Trong số đó, có một bãi cọc nằm ở đầm nước giáp đê sông Chanh thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, được cho là gắn với trận địa của Ngô Quyền năm 938. Và một bãi cọc khác nằm ở cánh đồng Vạn Muối cũng thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, được cho là trận địa của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn năm 1288. Có hàng chục chiếc cọc được cắm trên một bãi rộng 300m, dài 100m. Theo tính toán của các nhà sử học, người xưa đã dùng các loại cọc có đường kính từ 7 đến 10cm, cao nhất là 20 đến 25cm, dài trên 2m. Phần mũi cọc được chuốt nhọn đầu, cọc được cắm theo nhiều thế rất hiểm, thường xuyên 45 độ theo hướng ngược với dòng nước. Thuyền địch đang rút lui dính cọc sẽ tạo lực đâm lớn hơn. Trong các đợt khai quật vào năm 1976 và 1984, các nhà khảo cổ đã tìm thấy được hai loại vồ đóng cọc bằng gỗ có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Từ đó xuất hiện giả thiết về việc ông cha ta đã đóng cọc bằng cách sử dụng kỹ thuật dòng dọc để kéo chiếc vồ lớn lên cao, rồi thả theo phương dọc đập xuống đầu cọc. Tuy nhiên, giả thiết này chỉ thực sự hợp lý vào thời Trần năm 1288, đó là khi một số kỹ thuật về dòng dọc đã theo chân các buôn lái nước ngoài đi vào Đại Việt. Vậy còn trận địa của Ngô Quyền thì sao? Năm 2008, tác giả Vũ Xuân Xuê đã giới thiệu khá chi tiết về phương pháp đóng cọc gỗ trên sông của thời nhà Ngô. Theo ông, ba vật dụng chủ yếu được dùng để cắm cọc là thuyền dân dụng, que nháng được làm từ tre hoặc gỗ và dây nháng. Cọc Bạch Đằng được cắm theo nguyên lý dây giữ cọc, cọc giữ dây và dây giữ phương tiện là thuyền. Cọc lớn được thả xuống sông, đầu gốc được nhấn chìm một phần xuống mặt bùn, phần ngọn buộc một sợi dây để điều chỉnh cọc, dây nháng tiền và hậu buộc ở thân trên giữ cho cọc không bị nghiêng ngả. Cũng tại phần thân trên này sẽ có que nháng buộc ngang thân cọc để hai hoặc bốn người đứng lên nhấn cho cọc chìm sâu dần. Khi cọc cắm xuống độ sâu ổn định, chỉ cần thả dây hậu nháng rồi ghì thân cọc vào dây tiền nháng, vừa kéo lên vừa lắc ngang, đẩy thân cọc nghiêng về phía hướng rút của thủy triều. Theo tính toán của tác giả, mỗi thuyền có thể cắm được hàng chục cọc mỗi ngày. Đến khi cọc đứng chắc chân, dây được tháo ra, bỏ đoạn cọc gá tạm đi rồi bịt đầu sắt vào cọc. Chính nhờ những kỹ thuật khó khăn đó mà trận địa dùng cọc của ông cha ta đã thành công vang dội. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, vua Nam Hán đang cầm quân tiếp ứng đóng ở biên giới mà không kịp trở tay đối phó. Nghe tin Hoàng Tháo tử trận, Nhiễm kinh hoàng, đánh thương khóc thu nhặt quân còn lại mà rút lui, từ đó bỏ hẳn mộng xâm lược nước ta. Sau trận Bạch Đằng năm 938 và các năm 981 và 1288, vua Lê Hoàn và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cũng dùng kế cắm cọc của Ngô Vương để đánh tan quân Tống và quân Nguyên xâm lược. Tuy phương pháp đóng cọc của mỗi thời có thể là khác nhau, nhưng tính hiệu quả và sự bất ngờ trong chiến trận là điều không cần phải bàn cãi.